Chào các anh em, trong công cuộc thẩm mùi hương thì đôi khi có những sản phẩm chúng ta không cần phải thẩm mùi khi quyết định mua, dựa vào độ dày của ví, dựa vào độ máu của các anh em, và đặc biệt nhất đó là những cái nhận xét của mọi người khi mà chúng ta hỏi về sản phẩm đó. Và chúng ta quyết định hạ tiền mà không cần phải một chút lăn tăn nào. Nhưng có những sản phẩm mà mình cho rằng chúng ta bắt buộc phải thẩm mùi trước khi mua, bởi vì có rất nhiều yếu tố mà mình cho rằng nếu như chúng ta không thẩm mà vội vàng mua thì sẽ có cái tỷ lệ toạch rất là cao. Trong video này mình sẽ chia sẻ đến anh em 7 chai nước hoa mà mình luôn luôn cho rằng chúng ta sẽ cần phải ngửi trước khi quyết định mua em nó, sở hữu em nó. Bởi vì nếu không, khả năng toạch của chúng ta sẽ hơi bị cao. Đó là cái nội dung của video ngày hôm nay. Anh em hãy thư giãn và đón xem video của mình nhé. Ok. Chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn nói đến đây là một sản phẩm của nhà Moschino và nó có tên là Thai Boy. Với một cái tông mùi kết hợp giữa hoa hồng và tiêu tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là khá là unisex, mặc dù chai nước hoa này là dành cho nam. Khi mà xịt chai nước hoa này thì các anh em phải hiểu rõ rằng chúng ta sẽ phải có một cái cá tính khá là mạnh để có thể nói chung là phát huy được hết cái thế mạnh của mùi hương này, bởi vì mùi hương này nó hơi một chút gọi là hơi ăn chơi và nó có một cái thiên hướng unisex khá là rõ ràng. Không phải ai trong các anh em cũng có đủ một cái độ tự tin và một cái tính cách để phù hợp với mùi hương của chai nước hoa này. Do vậy nếu như các anh em có nhìn cái poster của nó và chúng ta đang cảm thấy rất là tò mò, đôi khi chúng ta lập tức hạ tiền bởi vì cái ngoại hình của nó khá là gây tò mò. Một chú gấu đen bên cạnh một anh chàng có thể gọi mặc đồ da bóng bẩy và chúng ta mua, thì mình nghĩ rằng khả năng các anh em cảm thấy mùi hương này khá là tiếc sau khi mà sở hữu là rất là cao. Do vậy, chai nước hoa đầu tiên mình rất là gọi là khuyến cáo mọi người nên ngửi mùi trước khi quyết định mua, đó là Thai Boy. Bởi vì như mình đã nói, đây là một mùi hương mình cho rằng nó đòi hỏi cá tính của người xịt rất là nhiều, hoặc là chúng ta xịt mùi hương, hoặc là mùi hương nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác rất là lạc lõng khi mà đi ra ngoài gặp gỡ mọi người. Do vậy, Thai Boy Moschino. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Dior và nó có tên Dior Homer 2020. Thực tế mà nói, đây không phải là một mùi hương quá tệ khi mà chúng ta mua một chai nước hoa để sử dụng hàng ngày, để đi làm, để đi cà phê đại khái. Nếu cho một người dùng bình thường xịt nước hoa thì đây không phải là một chai nước hoa tệ. Thế nhưng nó cũng không có quá nhiều cái điểm nhấn khi mà chúng ta sử dụng. Đó, thì mình nghĩ rằng nếu như các anh em nào mà thích một cái mùi hương để làm sao mà nó ghi điểm, để làm sao mà nó tạo một cái ấn tượng tốt, thì với Dior Homer 2020 cái khả năng đấy nó hơi thấp hơn so với bình thường. Đây không phải là mùi hương tệ, thế nhưng mình nói lại, nó cũng không đủ có quá nhiều những cái ấn tượng so với cho với mọi người xung quanh. Còn tất nhiên thì khi mà chúng ta xịt nước hoa, nó còn phụ thuộc vào phong cách của chúng ta, cách nói chuyện của chúng ta, rất nhiều những yếu tố để cho mọi người cảm thấy quý mến. Thế nhưng nếu như các anh em hy vọng vào rằng một cái mùi hương mà nó có thể gây một cái ấn tượng tốt cho mọi người ngay lập tức, thì Dior Homer 2020 nó không phải là một dạng mùi hương như thế, với một cái tông mùi khá là một chút phấn và nhẹ nhàng, đó vừa đủ để cho mọi người cảm thấy thoải mái khi mà ngửi cái mùi hương này, nhưng cũng không đủ để có thể gây được một ấn tượng tốt cho mọi người. Do vậy nếu như các anh em nào có ý định quất thì mình khuyên rằng hãy thử mùi của Dior 2020 trước đó. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Carolina Herrera và nó có tên Bad Boy. Với một cái tông mùi ngọt kết hợp giữa cacao và độ tonka tạo nên một cái mùi hương cực kỳ nồng nàn, nói chung là rất thích hợp sử dụng trong mùa đông. Cái ấn tượng đầu tiên của mình về chai nước hoa này đó là cái ngoại hình của chai nước hoa, nó làm mình nhớ đến Shazam trong CD vũ trụ điện ảnh của DC, đó Shazam. Bỏ qua cái yếu tố về ngoại hình chai lọ khá là ngạc nhiên, thì cái mùi hương của nó thực sự là không có một cái gì đó quá là mới mẻ. Một cái tông mùi ngọt, đậm và hợp với mùa đông, nhưng nó không có quá nhiều sự khác biệt so với hàng tá những chai nước hoa mà đã ra đời trước nó. Ví dụ như ra cái tông ngọt này chúng ta có thể tìm thấy ở các cái sản phẩm của nhà Paco Rabanne này, của Versace hoặc là của Jean Paul Gaultier. Đại khái là có thể nó khác, thế nhưng cái style mùi ngọt này nó không phải là quá là mới mẻ đó.
thì mình cho rằng tất nhiên thì mỗi người sẽ có một cái ưa chuộng là cái ngọt nó như thế nào, cái ngọt nó như thế nào. Thế nhưng ở đây thì mình vẫn đang nói rằng là cái style mùi của Bad Boy nó không có phải là quá là mới lạ, và chúng ta có nhiều những cái sự lựa chọn khác, có thể là về giá hoặc về một cái gì đấy. Còn nếu như các anh em đang có ý định tò mò về hình tia chớp này đó, thì mình khuyến cáo rằng các anh em hãy thử mùi trước khi quyết định mua chai hoa này. Bởi vì như mình đã nói, đây là một mùi rất là thích hợp sử dụng trong mùa lạnh, nhưng nó không phải là một cái gì đấy nó quá là mới. Có rất rất nhiều sản phẩm khác đã khá là có một cái style nó giống như Bad Boy đó, thì chúng ta mình nghĩ rằng nên thẩm mùi trước khi quyết định sở hữu chai nước hoa này. Chai nước hoa thứ tư đó là Guerlain Blonde Extreme. Có thể nói rằng mình khá là cân nhắc trong cái việc là có đưa Guerlain Blonde Extreme vào trong cái list 7 chai nước hoa này hay không, bởi vì mình khá là thích phú hương của chai nước hoa này, mình không hề ghét, mình khá là thích. Thế nhưng sau khi mà cân đo đong đếm thì mình đã quyết định là cho em nó vào list, bởi vì khi mà mình mới xịt thì mình cảm giác rằng rất là hay. Với một cái mở đầu open note đó là vẫn là cái hạnh nhân cộng thêm một chút gai góc của thuốc lá, của mơ, tạo nên một cái style mùi có gọi là khác hẳn. Bởi vì so với bản EDT, EDP đang là một cái tông rất là mượt mà, thì ở đến phiên bản Extreme này nó vẫn rất là gai góc, và cái dry down của nó thì vẫn là cái tông hạnh nhân rất rất là tiêu biểu của cái line long idea này. Và đấy là cái điểm mà mình không thích, bởi vì nếu mà so với Extreme và chai nước hoa EDT, mình không biết ở đây, mình không thấy có quá nhiều. Tất nhiên là Extreme thì nó vẫn khác, thế nhưng nếu như so với phiên bản EDT thì mình vẫn cảm thấy nó dạng như kiểu 1817. Và đấy là cái điểm mà mình cảm thấy rằng với một cái mùi hương tốt, thế nhưng thực sự là chúng ta cần phải thẩm trước khi quyết định sở hữu, bởi vì tông mùi nó không có quá. Đối với mình thì nói thật là mình thấy là nó vẫn có cái nét của bản EDT, đó vẫn là cái tông hạnh nhân, còn cái này thì vẫn là hạnh nhân nhưng mà nó thêm một cái chút gì đấy, nó có thể là nó hơi cay nồng hơn, một cái dạng kiểu như thế. Và ngoài ra thì về cơ bản thì hai em này là vẫn có nét giống nhau, và đấy là cái điểm mà mình cảm thấy là thực sự là nếu như ai đang thích cái line loam idea này và quyết định sở hữu thêm chai nước hoa Extreme thì chúng ta nên cân nhắc nếu như chúng ta không quá là đam mê. Bởi vì mình, cá nhân mình cho rằng giữa bản EDT và bản Extreme là có nét giống nhau, và thực sự là không quá cần thiết để sở hữu chai nước hoa này, mặc dù mùi hương của nó rất là tốt. Do vậy nếu như đã có EDT, mình không nghĩ rằng bắt buộc phải có chai này, hoặc nếu như muốn thì hãy thử trước khi quyết định mua. Đấy là tất cả những gì mình muốn nói. Ok, chai nước hoa thứ năm đó là một sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier. Chai nước hoa được mới được ra mắt năm nay và nó có tên Scandal. Để nói rằng ngoại hình của chai nước hoa này rất rất là ấn tượng, với một cái vương miện giống như kiểu vua chúa, rất rất là ok, rất rất là ấn tượng. Thế nhưng bỏ qua cái chuyện về ngoại hình của em nó thì mùi hương này lại là một cái câu chuyện khá là, nói chung là thế nào nhỉ, nó vẫn là một cái tông mùi nó rất rất là không có một cái gì là mới mẻ cả, phải nói thật là như thế. Vẫn là một cái tông ngọt dễ dùng, dễ ngửi, đa dụng, sử dụng hợp trong mùa đông. Ngoài ra thì không còn một cái yếu tố nào khác. Do vậy nếu như mà chúng ta kiểu có như có ít chai nước hoa, chúng ta có ít và chúng ta đang cần một cái mùi mùa đông đa dụng, dễ dùng trong mùa đông thì sở hữu em bé này cũng vẫn là ok. Còn lại kiểu như chúng ta đã có Eros, chúng ta đã có Ultramé, chúng ta đã có cái gì nữa nhỉ, ví dụ kể cả Bad Boy chẳng hạn, chai Carrera Bad Boy mình vừa nói, thì thực sự trong Paul Gaultier Scandal anh em hãy thử mùi trước khi quyết định thêm một chai nước hoa mùa đông. Đấy là cả mình nói như thế. Ok, sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier. Chai nước hoa thứ 6, Versace Eros. Thực ra thì mọi người đều biết là đã có phiên bản All Perfume, và mới đây thì là Perfume bản mới thì mình chưa được ngửi. Thế nhưng nếu như ai đã có phiên bản Eau de Toilette và có ý định mua thêm phiên bản Eau de Parfum thì hãy suy nghĩ kỹ, bởi vì cá nhân mình đánh giá rằng hai chai này không có cái gì khác biệt quá là rõ ràng. Tất nhiên thì ở phiên bản Eau de Parfum thì nó có thêm cái hoắc hương, mùi hương nó đại khái là có cái độ sâu lắng hơn, nhưng về cơ bản cái tông mùi của nó vẫn là như thế, vẫn là Versace Eros đời đầu tiên Eau de Toilette. Do vậy nếu như mà đã có bản EDT thì hãy cân nhắc
nếu như có ý định mua thêm bản EDP, bởi vì như mình đã nói, hai phiên bản này là giống nhau. Do vậy hãy thẩm mùi nếu như có ý định mua thêm bản All the Perform của Versace Eros. Còn ngoài ra thì tất nhiên rồi, Eros luôn luôn là một trong những chai nước hoa rất là phù hợp sử dụng trong mùa đông này. Có ý kiến này ý kiến nọ nhưng cái điều đấy là cái điều chúng ta không thể phủ nhận. Đó, chai nước hoa cuối cùng đó là Molecule 01. Tại sao mình lại đưa chai nước hoa này vào list 7 chai nước hoa cần phải thử mùi trước khi mua? Bởi vì đây là một chai nước hoa rất khó để sử dụng. Mặc dù chúng ta có thể là đọc những cái lời văn, những lời comment, những bài bình luận nào là như thế này, như thế loại, như cái kia, nhưng thực sự đây là một chai nước hoa không hề là dễ sử dụng. Đó. Và đối thoát thật là mình gần như mình đối khái niệm của mình chai nước hoa này gần như chỉ để làm một chút cái gọi là doping để tăng cái độ bám mùi, còn lại thực sự là mình không biết là nên sử dụng chai nước hoa này như thế nào để cho nó hợp lý. Bởi vì nếu về mặt trên lý thuyết thì chai nước hoa này khi mà xịt và cộng thêm với cái vận động khi mà nóng ấy thì nó sẽ tỏa mùi ra và mỗi người là khác nhau, rất là về mặt lý thuyết. Thế nhưng nói thật là những cái này nó khá là mơ hồ đối với mình. Và mình đối với mình thì mình chỉ có mỗi một mục đích duy nhất, đó là mình sẽ xịt layer cùng với các mùi khác để tăng thêm cái power cho cái mùi hương đấy. Ví dụ như là chai Mont Blanc Explorer khi mà vào cùng với Molecule 01 này thì rất là dữ dội. Còn ngoài ra, thực sự mà nói thì nếu như các anh em quyết định mua chai nước hoa này, hãy thử trước khi có ý định sở hữu một chai full của Molecule 01. Đấy là cái cá nhân quan điểm của mình. Ok. Vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em 7 chai nước hoa. Tất nhiên 7 chai đấy đều là những mùi hương dùng rất là tốt, nhưng ở một cái khía cạnh nào đấy, ở một cái lý do nào đấy thì mình nghĩ rằng chúng ta hãy nên thử trước khi quyết định mua. Video của mình đến đây hết. Rất hy vọng các anh em cảm thấy like và subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ, chào tạm biệt các anh em nhé.